Hi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ cách thông những cái đường cống bị hôi nha. Tức là những cái đường cống mà nó sắp bị nghẹt, có nghĩa là nước nó thoát đi yếu hoặc là bắt đầu có mùi hôi. Thì cái cách này rất là đơn giản thôi. Chỉ cần 3 lít nước, có nghĩa là hai ấm sôi thôi, là có thể giải quyết được hết tất cả những cái cống bị hôi ở trong nhà. Từ những cái chỗ mà bồn rửa chén như vậy, hoặc là bồn rửa mặt, hoặc là kể cả ngay cả cái toilet luôn. Nhưng mà thông thường á là cái chỗ mà dễ bị nghẹt nhiều nhất không phải là cái toilet, không phải là đường cống ngoài, mà là những chỗ cái sinh mà để rửa chén. Cái lý do á là mỗi lần mà mình xài dầu á, rửa chén bát với là nấu ăn á, dầu mỡ á, cái còn á, cái người ta không có bỏ vô một cái keo mà người ta đổ thẳng xuống cái sinh, thì lâu ngày á nó sẽ bị lóc hết những cái đường ống ở dưới, những cái cổ dê á, thì nó sẽ bị lấp hết. Đó là cái lý do tại sao mà cái đường cống lâu ngày từ từ mà dầu mỡ nó đóng ở trong đó, xong rồi chỉ cần một cọng tóc hoặc là một cái thức ăn nào mà nó còn hơi to thì nó bám dính vô trong đó, thì từ từ nó đóng dần, thì là cái lỗ thoát nước á nó càng ngày nó nhỏ dần đi, thì nó nước nó sẽ chảy chậm hơn. Đó là cái đường cống nó báo hiệu cho mình đó là sắp sửa bị nghẹt. Và cái thứ hai nữa là nó có cái mùi hôi. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đó là cái cách rất là đơn giản thôi, kem đánh răng và giấm. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem đây là cái thủ phạm làm cho những cái đường cống ở trong nhà phần nhiều luôn là bị từ đây. Ở đây thường thường dầu mà người ta chiên hay là người ta xài mà còn nguyên như vậy đó, người ta đổ trực tiếp xuống dưới cống, rồi sau đó nó bị đóng qua ngày tháng, lâu ngày á thì nó sẽ đóng dần lên, và chỉ cần một cọng tóc hoặc là một thức ăn to gì đó là nó sẽ bị nghẹt nha. Mình á thì mình lấy một thường á, thì mình lấy một cái hũ không như vậy, cái mình xài còn bao nhiêu á mình đổ vô đây. Khi nào mà cái hũ này mà nó nhiều đi á, nó nhiều lên á, thì mình lấy cái nắp mình đậy lại, mình bỏ vào cái thùng rác để bỏ hẳn đi luôn. Đó là cái cách mình xài ở Úc nó như vậy. Chứ thật ra mình biết á, là ở bên Nhật á thì người ta có những cái này. Nhưng mà mình nói trước là khá mắc nha, bán rất là mắc. Một bao này á là nó có 4 gói thôi, về mỗi gói 20 gram. Thì cứ mỗi một cái chảo mà xài mà còn dư dầu giống như vậy đó, người ta mới xé một cái gói này ra, cái người ta bỏ vô trong, cái dầu nó mới đặt cứng lại, giống như cái ghe, giống như cái bánh xèo vậy đó. Đây, nó giống như cái bánh xèo vậy đó. Xong rồi người ta mới lấy nó bỏ vào thùng rác vứt đi. Đó là cái cách thứ nhất, ở bên Nhật người ta xài như vậy. Cách thứ hai á là người ta xài những cái bao bao như thế này đây đó, thì bên trong đây nó có 10 gói, cứ mỗi lần làm như vậy đó thì nó hút được 130 ml dầu. Khi mà dầu còn ở trong á, cái người ta thả cái này vô, cái bắt đầu nó rút dầu vô trong cái miếng này, người ta lao nó rút dầu vô, xong rồi người ta lấy miếng này người ta bỏ đi thùng rác. Còn không thôi á thì á, ở Úc á thì nó có những cái viên, nó bán những cái viên này khi mà cái cống mà nó sắp bị nghẹt thôi nha, chứ nghẹt rồi là làm không được. Thì người ta bỏ cái viên này vô, xong rồi người ta xả nước, người ta để đó, thì nó sẽ đẩy đi hết những cái bợn bên trong của cái ống. Mà nhưng thật tình mà nói thì mấy cái này mình mua về để đăng mình làm video thôi, mình mới xé ra thôi, chứ mấy cái này có thể nói là khá mắc nha. Cái này là hình như mình nhớ không lầm là mình mua 7 đồng, cái này 6 đồng mấy, cái này 5 đồng mấy. Thì á, cứ mỗi lần làm như vậy đó, là cái này làm một gối như vậy đó thì á, là mất hết 2-3 đồng gì rồi. Hình như là tính ra cỡ 2 đồng mấy. Còn cái này á thì cũng mất đầu khoảng chừng 60 cent rồi. Còn cái này á thì á, ở đây nó chỉ có 6 viên thôi. Thì á, tính ra mỗi lần làm á, là mất hết 1 đồng á. Mình á thì mình không làm như vậy. Thì sau khi mà mình đổ dầu ra xong rồi đó, mình mới lấy cái cuộn giấy mà cái towel á, nó không phải là cái toilet paper nha,
toilet paper cũng được, có nghĩa là giấy vệ sinh cũng được. Nhưng mà cái này là cái cuộn giấy mà giống như giấy lau tay á, mình mới xé cái cuộn giấy lau tay. Sau khi đổ dầu ra hết rồi á, mình mới lấy cái này mình mới chùi đi. Rồi mình chùi đi xong mình mới lấy cái đó bỏ đi vô thùng rác. Rồi mình mới rửa cái chảo, có nghĩa là trong cái đường cống của mình á, tuyệt đối là không có một miếng dầu nào hết nha. Rồi bây giờ cái ấm nước nó đang sôi như vậy đây, mình lấy ra nha. Mình đổ ra một cái thao, phải là nước sôi nước nóng nha. Cái ấm này là 1,5 lít á, mình cần 2 ấm nước. Và sau đó các bạn cho mình vô giấm, một ít giấm, khoảng chừng 100-200ml, nhiều càng nhiều càng tốt, không sao hết trơn á. Và cái giấm thì giấm ăn hay là giấm táo, giấm đỏ, giấm công nghiệp, giấm nào cũng được nha, miễn là giấm là được. Tại vì cái này mình không có ăn uống gì hết trơn á, nên mình cũng không có sợ. Đây là cái chai giấm cũ của mình đó, thì các bạn cho vào giấm. Xong rồi sau đó mình đổ vào cái đường cống của mình nha. Nếu là cái xin rửa chén thì mình đổ trực tiếp xuống cái xin rửa chén. Và thường á, thì các bạn làm cái này á, thì sau khi mà mình không còn sử dụng nữa thì mình mới làm nha. Và cái này, cái đường cống, một lát mình sẽ mở ở phía dưới cho các bạn xem. Ví dụ ở đây là cái, bên đây là cái đường cống chính, bên đây là cái phụ, thì nước chảy từ bên đây nó qua bên đây rồi bắt đầu nó mới xuống dưới, thì mình đổ ở bên đây nha. Ngược lại, nếu là cái đường bên đây là cái đường ống cống chính, bên đây là nó chảy từ bên đây qua bên đây rồi mới đi xuống, thì mình đổ bên đây. Còn cái này thì nằm bên đây nên mình đổ thẳng xuống như vậy. Nó còn nóng nha, nước sôi mới nấu ra, bỏ giấm vô. Rồi các bạn đổ thẳng xuống dưới đó cho mình. Các bạn không cần phải làm cái gì hết, không cần phải lấy cây thọt hay là cái gì hết. Nếu mà nó chưa bị nghẹt á, nước mà nó vẫn còn chảy chậm á, thì mình cứ làm như vậy là sẽ giải quyết được. Còn nếu mà khi mà nó đã nghẹt rồi đó, thì chỉ còn hai cách. Một là phải mở cái đường cống ra. Hai là ở đây mình có cái đồ nghề, nó có cái cọng dây già như vậy, thì mình ấm, mình thọt xuống rồi cho nó thông đi. Nhưng mà rất là mất thời gian nha. Rồi bây giờ á, mình chờ nó nửa tiếng sau mình sẽ làm thêm một cái nữa. Thì trong thời gian này mình sẽ quay cái đường cống cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem phía bên trong của cái đường cống nó đi như thế nào nha. Nó có, nếu nó có hai cái bồn thì là một cái bồn nó sẽ câu từ bên đây qua bên đây, hoặc là ngược lại từ bên đây nó sẽ câu qua bên đây nha. Ăn thua thở ống nước thôi. Đây, đây là cái bồn bên đây. Nó sẽ ăn xuống bên đây và nó đi qua bên đây. Nó câu vô cái đường chánh thẳng xuống dưới đây. Thì từ đây nó qua một cái co, hai cái co. Nhưng mấy cái chỗ này thì nó không bị nghẹt, mà nó nghẹt ở phía dưới đây. Đây, nó đi thẳng xuống đây. Nó ăn vòng quanh đây, lên đây. Nó bị nghẹt là nghẹt từ bắt đầu từ khúc này nha. Từ khúc này nghẹt trở lên đây. Lên tới đây. Và nó lên tới đây. Phần nhiều là nó bị nghẹt như vậy. Vì vậy nên mình muốn cho nó không nghẹt á, các bạn có thể làm cái cách này bất cứ lúc nào cũng được. Nếu mà nó chưa bị nghẹt, chưa bị hôi, mình vẫn làm trước được nha. Bởi vì mỗi lần mà mình, một khi mà để nó bị nghẹt rồi đó, mình phải tháo cái này ra. Phải tháo từ đây lên đây, lên đây á, phải dọn dẹp hết nguyên cái tủ xong rồi mình mới làm. Dù gần kêu thợ tới đi đó thì mình vẫn phải dẹp hết người ta mới làm được. Thì mất cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ mà tốn tiền nữa. Còn ở nhà mình làm đó, nhiều khi mất cũng mấy tiếng đồng hồ. Bởi vì cũng phải dọn dẹp hết, xong rồi phải tháo ra gắn lại. Đôi khi tháo ra gắn lại chưa xong đâu, gáp lại, nước nó cứ rỉ hoài. Phải tháo ra gáp lại, nhiều khi mình có lần mình bị, mình phải làm 3 lần mới hết. Do những cái ron bên trong bên đây, một khi mà mình tháo ra, mình gắn lại nó không có ăn khớp á, thì nước nó vẫn nhỏ nha. Và thường mỗi lần mà bị như vậy đó, nếu mà mình kêu thợ tới đó, người ta không có tháo ra trước, mà người ta có cọng dây lò xo nha. Người ta thọt xuống cho nó thông. Xong rồi sau đó người ta mới xả nước, giống như mình xả nước để đằng mà cho nó trôi đi. Thì bây giờ mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình không cần phải làm gì. Bởi vì mỗi lần mà mình làm, mình kêu thợ vậy rất là tốn tiền. Hoặc là ở nhà mình đi làm, mình cũng phải đi mua những cái đồ nghề đó rồi về mình làm mà cũng chưa chắc là được nữa. Và cái sau khi làm đó, nó bốc mùi hôi lên, hôi dữ lắm. Vì vậy nên các bạn cứ làm bằng cách này cho mình nha. Kể cả những cái đường cống ngầm nằm ở dưới lòng đất, mình vẫn làm như vậy được luôn. Mình đổ nước nhiều hơn một chút xíu, cũng để cách khoảng nửa tiếng rồi bắt đầu mình đổ, mình làm lại một lần.
thì là nó sẽ trôi đi hết những cái mùi hôi, những cái bợn dầu ở dưới á, nó cũng trôi đi luôn. Trước tiên á, là mình lấy kem đánh răng nha. Hồi nãy là mình lấy giấm với là nước. Cái thứ hai là kem đánh răng với là nước nóng. Cũng vẫn lấy cái ấm nước đang sôi rồi mình đổ vô. Thì nãy giờ á, thì cũng hết khoảng nửa tiếng rồi đó. Mình cũng nấu một ấm nước đang sôi mình đổ vô. Nếu mà các bạn thắc mắc bỏ bao nhiêu kem đánh răng á, thì càng nhiều càng tốt nha. Sau khi mà giấm nó ăn vào mòn những cái dầu mỡ dưới đó, thì cái kem đánh răng này nó làm sạch thêm một lần nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nếu mà mình không có làm cái này á, thì cái mùi hôi nó sẽ bốc lên nha. Mình lấy cái kem đánh răng này mình bỏ vô là chẳng qua là có mùi thơm đây. Giống như bây giờ kem đánh răng mình bỏ vô nước nóng, mình hòa tan á, thì bây giờ bốc lên những cái mùi rất là thơm. Thơm mùi kem đánh răng. Sau khi quậy hòa tan nó ra rồi, thì các bạn chỉ cần đổ thẳng xuống như vậy cho mình. Và không có nên sử dụng nha. Mình để đó ít nhất đó là tới khi cái nước này nó nguội đi. Có nghĩa là khoảng chừng nửa tiếng trở lên đó, thì mình hãy sử dụng. Bởi vì nếu mà bây giờ mình xài liền á, mình xài nước lạnh á, thì nó sẽ trôi đi hết. Thông thường á, mình làm cái này á, là sau khi mình đã rửa chén sạch sẽ hoặc là trước khi đi ngủ thì mình mới làm. Mình làm cái này á, là để cho qua đêm luôn, cho nó sạch luôn. Tới ngày hôm sau thì nhà nó sẽ không còn hôi gì nữa. Còn giấm á, thì các bạn có thể xài bất cứ giấm gì nha. Thường á, là mình những cái chai giấm cũ mà mình xài không hết á, mình để dành lại rồi mình dùng. Giấm công nghiệp cũng được, giấm nấu ăn cũng được, bất cứ giấm nào. Miễn là giấm tẩy được là ok ha. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay là có thể comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe thì subscribe cho mình cái nha. Để subscribe có cái chuông, bấm vô cái chuông cái nữa. Chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo tới các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn và anh chị cô chú bác. Hẹn gặp lại video sau. Bye.